Đây anh hai với chị hai. Tới. Ông ơi, vui lắm thương á, lạnh lắm thương lắm nãy giờ. À, ông Quyên, em Quyên tặng cho ông hai 300 ngàn, à, chị hai thì tặng cho bà hai 200 ngàn, với một phần quà mền, dầu, thuốc, bánh trung thu. Em Kim Ngọc, thì tặng một phần nhu yếu phẩm. Cảm ơn em Ngọc Nguyễn đã gieo duyên cùng với em Kim Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn nhiều nha em. Rồi, bye bye.